Một tay Ngài giơ lên như thể ban phép lành vậy. Thế còn chuyện này là gì vậy? Máu và nước. Thế à? Ở ngay chỗ này đây. Ngay trái tim sao? Sơ ơi, tốt hơn sơ nên thưa chuyện này với bề trên đi. Con đã nói rồi, thưa cha. Nhưng con cần phải thưa lại lần nữa đi. Con hãy nghe này. Những chuyện ảo giác là chuyện vẫn thường xảy ra, con hiểu chứ? Nhưng con đâu tự mình tìm kiếm những chuyện này. Tự chúng xảy ra như vậy mà. Cha đã nói với con rồi. Hãy thưa chuyện này với bề trên đi. Còn cha thì đâu biết được chuyện gì đang xảy ra ở nơi con. Con ơi, cha chẳng hiểu được chuyện này đâu. Thưa mẹ đáng kính, cần phải cho vẽ bức tranh này. Chính Chúa Giêsu đã muốn thế mà. Mọi người cần có được bức tranh đó. Và các sơ của chúng ta cũng cần có nữa. Con nài xin mẹ đấy, thưa mẹ đáng kính. Tôi đã trả lời không. Chẳng vẽ vời gì cả. Chẳng nên công bố chuyện này. Chẳng nên có những chuyện khác lạ trong giáo hội. Nhưng trường hợp của sơ Faustina vẫn chưa được xem xét cách đúng đắn. Và chúng ta vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng này mẹ ơi, thế có chuyện gì đang xảy ra nào? Chuyện này làm cho con phải suy nghĩ, liệu chúng ta có nên xin ý kiến của một nhà thần nào có kinh nghiệm về chuyện này chăng? Nhưng mẹ ơi, chẳng cần phải làm thế đâu. Chúng ta sẽ tự giải quyết thôi. Cũng thật may mắn là chuyện này chưa lọt ra bên ngoài những bức tường của tu viện này. Thế thì mẹ đã quyết định sao, thưa mẹ Tổng Quyền? Tôi sẽ cho chuyển sơ Faustina tới công đoàn ở Vilnius. Mẹ cần phải làm một quyết định nữa, con ạ. Con cũng sẽ đi tới công đoàn ở Vilnius và phụ trách một lớp học ở đó. Thưa mẹ, sao lại có chuyện đầy ải con thế này? Con cần phải có một tinh thần tươi trẻ, một ngọn lửa của tình yêu. Con cần phải lắng nghe tiếng lòng mình và cầu nguyện thêm nữa. Con còn trẻ và tốt lành. Thiên Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan. Con chỉ cần cầu nguyện, rồi nhìn vào chính con người mình, lắng nghe và sẽ cảm nhận được. Con sẽ đi tới công đoàn ở Vilnius và hãy tuân giữ mọi điều ở đó. Con đã coi sơ Faustina là chính duyên cớ của sự đầy ải của con. Thôi, cảm ơn con. Các sơ thì tốt lành quá, nhưng con người già nuôi này thì chẳng còn thích ăn nhiều nữa.
Lạy Chúa, con đã được phép của bề trên và của Cha giải tội của con lúc này. Con muốn xưng thú hết với Ngài về chuyện này. Tại Vilnius, Sơ Faustina đã tìm được một Cha giải tội tốt lành. Người đã nghe Sơ thổ lộ và hết lòng giúp đỡ Sơ ấy. Ngợi khen Đức Giêsu Kitô cho đến muôn đời. Amen. Mẹ Tổng quyền đã xin con chuyển lời chào thăm đến mẹ, thưa mẹ bề trên. Xin Chúa trả công cho con. Con sẽ quỳ ở chỗ này trong nhà nguyện. Cảm ơn mẹ. Xin Chúa chúc lành cho sơ. Xin Chúa chúc lành cho sơ. Đây là căn phòng của con đấy. Xin Chúa trả công cho mẹ. Thưa mẹ đáng kính. Thưa mẹ bề trên. Có cha Supoko đang đợi mẹ ở trong vườn đấy. Mong con sẽ cảm thấy an lành ở đây, sơ Faustina. Chúng con rất vui vì cha đã dành thời gian cho chúng con, thưa cha giáo. Chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện đi. Mảnh đất này, thưa sơ hãy trồng dâu tây đi. Trước đây nó vẫn được trồng dâu tây đấy. Còn bây giờ thì sơ thấy đấy. Sơ có xuất thân từ miền quê không? Có chứ. Vậy thì tốt. Tôi muốn nói rằng mọi chuyện đâu là về đấy thôi. Như tôi đã nói, từ đây tới chỗ bức tường là dành cho dâu tây, còn chỗ này dành để trồng rau, còn chỗ kia phía đằng sau thì trồng cà chua. Cần phải sáo đất lên nhiều nữa. Ngươi từ đâu mọc ra đây vậy? Sao có một mình thôi? Thầy ơi, xem nó leo thẳng lên trông mạnh mẽ chưa? Trông như là một tay hảo hán. Chỉ một hạt nhỏ bé rơi xuống đây, nó liền nảy mầm đâm rễ và mọc thẳng hướng lên trời để tôn vinh danh Chúa. Còn ngươi, hỡi cây nhỏ mọc từ hạt, ngươi đã biết về quyền năng của Thiên Chúa, phải không nào? Chỉ có từ một hạt đậu thế mà sơ lại có thể suy về quyền năng của Thiên Chúa. Còn có thể làm gì khác nữa, thưa Thầy? Con đã đến đây và nói rằng chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa như một đấng giàu lòng thương xót, rằng lòng thương xót của người còn vượt lên trên cả sự công thẳng của người. Rồi cha sẽ phải đi tới với các vị linh mục và nói với họ rằng họ đang rao giảng một hình ảnh bất toàn về Thiên Chúa. Liệu cha có phải làm thế không? Vậy cha là ai mà dám nói như thế? Mọi ân sủng Chúa Giêsu ban cho con đều thông qua con đường đau khổ cả. Con đã nài xin Ngài. Sao lại thế, lạy Chúa? Sao Chúa lại chọn con? Một khí cụ chẳng xứng đáng chút nào cả. Thưa cha, sao con lại chẳng có được đầu óc của những kẻ khôn ngoan mà chỉ có một tấm lòng thôi? Sao con chỉ có được điều đó thôi hả cha? Con chỉ là một kẻ nghèo hèn đáng thương. Lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu, xin hãy nhận lễ vật tinh sạch này mà tôi tớ bất xứng của Ngài kính dâng lên. Lạy Thiên Chúa hằng sống và chân thật, xin tha thứ muôn vàn tội lỗi của con, những thờ ơ trềnh mạng của con.
Nếu sự đau khổ của con đây có thể làm thức tỉnh những người đang mất dần lòng tín thác vào tình yêu của Ngài, thì lạy Chúa, xin hãy đón nhận sự đau khổ của con. Xin Chúa cứ làm đi, cứ cho con chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Ước gì lễ vật này như hương thơm dâng lên trước tôn nhan Ngài, và xin ban xuống ơn cứu độ cho chúng con và toàn thế giới. Amen. Trước trời và đất, trước các ca đoàn thiên sứ, trước Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và mọi thần thánh trên trời, con xin tuyên xưng vào Chúa, chỉ một Chúa duy nhất trong ba ngôi, và hôm nay, hiệp với Đức Giêsu Kitô, con xin dâng hiến chốt bản thân con để cầu nguyện cho những kẻ có tội ăn năn trở lại, đặc biệt cho những linh hồn đã mất đi niềm trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Hiến lễ con dâng là thế này. Con xin đón nhận vào chính bản thân con tất cả những đau khổ, sợ hãi và lo âu nơi tâm hồn của các tội nhân. Và đổi lại, con muốn họ có được niềm an ủi mà lẽ ra được ban xuống tâm hồn con qua sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Tất cả chúng con đã cầu nguyện trong nguyện đường, nhưng con bỗng cảm thấy mình như hiện diện trong chính lời nguyện của sơ ấy. Sơ ấy đã đưa toàn cả tu hội vào trong lời cầu nguyện của mình. Cả về sau này, con cũng chưa bao giờ để tâm suy nghĩ tới ý nghĩ mới lạ này. Đúng là chẳng có lúc nào cả.